Gần đây, đoàn làm phim Dữ Phượng Hành rất chịu khó tung thính thơm review cho bộ phim đang khởi quay của mình. Giới săn ảnh cũng đã tung ra những đoạn video clip rất là vui vẻ của đoàn làm phim. Trong đoạn video, các bạn có thể quan sát thấy Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân trên phim trường, họ đang trong giờ giải lao, rất vui vẻ, cười nói. Fan hâm mộ của cặp đôi tình nguyện, ai cũng mong ngóng ngày bộ phim này khởi chiếu. Các bạn thấy thần thái của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong đoạn clip này như thế nào? Hãy để lại lời bình luận ở phần cuối video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.